mà ăn cái thố cháo này. Thố cháo này như thiết kế cho hai người thôi, nên có hai con hào à. Xong cái đại ca của Lý Hương nói thôi hai em ăn đi, hai bạn ăn đi, anh không ăn đâu. Cái Lý Hương nhớ lại một bài thơ đó là quen thuộc từ hồi nhỏ xíu thì siêu. Bài gì? Làm anh khó đấy. À, làm anh khó đấy. Phải đâu chuyện đùa. Thấy em gái lớn, thấy em bé gái, phải người lớn cơ. Khi anh, khi em té ngã, anh thân dịu dàng. À, mẹ cho quà bánh, chi em phần hơn. Thấy đường chơi đẹp, cũng nhường em luôn. Làm anh thì khó. Nhưng mà thiệt chứ. Ai yêu em bé thì làm. Bây giờ anh yêu hai em bé, cho hai em bé ăn hào. Đã ghê quý vị, vui thiệt. Làm anh, làm chị thì khó. Phải đâu, phải đâu chuyện đùa. Thôi coi rồi, đã quay phim luôn nha, lên TV ha. Hello, cười lên, cười lên. Rồi lên Lý Hương TV lấy nha. Hello, xin chào quý vị, Lý Hương đang có mặt tại quán Hai Lùng, một quán ốc ở trên đường Lê Đại Hành. Hôm nay khá là đông ha. Quán là nguyên một dãy đi luôn nè quý vị. Rất là đông ha. Xin chào quý vị, Lý Hương đang có mặt tại quán Hai Lùng. Quán này nằm ở số 433 sạp 28 Lê Đại Hành. Hôm nay là một ngày lễ nên quán rất là đông quý vị ạ. À. Và Lý Hương, Lý Hiền cùng với bên tay phải của Lý Hương là đại ca. Đại ca đây, quay mặt đại ca cho. Ba anh em lại đi ăn ốc. Hello. Cái mặt chắc to lắm đây. Rồi, xin chào. anh này anh vừa đi chuyến Tiền Giang về, mới vừa về Sài Gòn là có độ đi ăn nữa. Có kèo á. À, có kèo thơm. Quán rất là đông ha quý vị. Ở đây là cái phần ở bên trong thôi, còn phía bên ngoài nữa một dãy gồm có khoảng là 5 nhà liền kề nhau. Ở đây có nhiều những cái món ốc lạ. Hôm nay Lý Hương kêu có con ốc nhung là cũng hơi lạ lạ. Ốc ngựa thì không có nên Lý Hương không kêu luôn. Lý Hương kêu được 4 món. Trong đó có một món là hộp vịt lộn xào me. Hôm bữa có một vị khán giả nói là nếu như mà Tây nhìn mình ăn hộp vịt lộn á là nó giống như nó nhìn mình y như là một con quái vật á. Y như ăn, nói chung là hộp vịt lộn là một món mà Tây rất là sợ. À, rồi mình còn món gì nữa ta? Hồi nãy là món gì nữa? Ốc nhảy. Ủa anh, ốc nhung. Ốc nhung. Ốc nhựa không có. Có không? Ốc nhung. Rồi, ốc nhung nướng mọi. Nướng mọi. Rồi có cái món đậu là hủ lá. Không phải. Đậu hủ đội nó. À đậu hủ đội. Đố anh nói đậu hủ đội nó là món gì? Có gì trong đó? Thôi xíu cho quý vị xem ha. Rồi một món rất là nổi tiếng và ngon của quán này đó là món cua. Cua rang muối. Lý Hương kêu có một con thôi. Tại vì muốn tiết kiệm. Bây giờ món đầu tiên là món ốc nhung. Xin mời cả nhà cùng ăn ốc nhung nha. Ốc nhung nước mọi. Đây còn ốc nhung nè. Lý Hương được phép của đại ca và sư tỷ của Lý Hương mất thời gian cho nó nguội chút để quay chọc thèm cả nhà đấy. Xin mời cả nhà cùng ăn con ốc nhung nha. Ok. Trời ơi, ăn ốc nhung thôi. Xin mời. Ở đây thì chúng ta có cái món nước chấm là muối ớt chanh. Ăn chanh vô ha. Lý Hương đã đổi cái phần chén nha. Ủa này nó không có cho cái gì để lễ hả ta? Không.
Không gì. Cái này lấy gì nhẹ ốc ấy. Đông quá quý vị ạ. À. Quán khá là đông ha. Có gì để lại. Anh ơi. Anh. Ốc này làm nào lấy được anh? À, trong thời gian mọi người đang chờ con ốc thì Lý Hương sẽ cho cả nhà xem đây con ốc nhung nè. Ốc nhung nướng mọi. Wow, rất là nóng ha. À. Cho 3 cây đi. Trời ơi, dễ thương, dễ sợ luôn. 3 người trong. 3 người trong cây nóng quá, nóng quá. Rồi, cảm ơn chị. Wow, đây, còn ốc nhung. Có điều cái máy này á, khi mà nó zoom mà cận, nó zoom mà kỹ cái nhân vật á, như con ốc này nó zoom rất là lâu. Cái máy Canon M50 nè, nó quay rõ mà nó zoom rất là lâu. Đấy. Cũng khá là to ha quý vị. Đây. Bằng khoảng 2 ngón tay. Rồi. Xin mời cả nhà. Chúng ta ăn chấm với lại muối tiêu, ớt và wow, hộp vịt xào me với lại món đậu hũ. À, đậu hũ đội nón hả? À. Vậy là đậu hũ đội nón à. Để xíu Lý Hương quay cho cả nhà xem đậu hũ đội nón. Bây giờ thưởng thức trước cái con ốc nhung này. Ngon đúng không? Ngon không? Con ốc nhung ngon nè. Thơm. Hộp dĩa như vậy có giá là 65 ngàn thì phải. Nó ngoài nhớ ấy giống như con nhung nên là kêu là ốc nhung. Ngon. Thơm thơm. Dẻo dẻo. Bùi bùi. Cảm con nữa nha quý vị. Cố gắng nhìn hết trong tất cả cái menu. Những cái món gì lạ lạ là Lý Hương thử review khi có dịp ha. Wow. Nó hơi bị lắc đó là hồi nãy có anh anh giơ cái cánh tay dính chung cái chân máy. Đã quá. Ngon. Ngon ha. Hợp lý. Đây món đậu hũ đội nón nè quý vị. Hộp thịt bắt. Đậu hũ đội nón. Hết cua rồi chị. Hết cua hả? Nước mắm bằng cuối đâu mới có. Ăn gì? Trong món này ăn được chưa? Có ăn, có anh muốn ăn cháo hay là lẩu? Cháo nghêu. Cháo nghêu. Hết tôm rồi, hết cua rồi quý vị ơi. Cua rất là đắt. Tại vì cái món món rất ngon của quán. Đây. Cái này là đậu hũ non. Ở phía trên nó có hộp vịt bắc thảo. Và ở phía trên nữa rắc thêm cái gọi là trà bông. Để trang trí có củ kiệu. Rồi rau cải, dưa chuột, dưa leo. Và món này gọi là món đậu hũ đội nón. Một dĩa như vậy hình như có giá là 45 ngàn đấy quý vị. Ừ, nào cũng được. Rồi, anh ăn thử đậu hũ đội nón thôi. Hay là mình ăn hết ốc nhung. Anh thử một cái đi. Nó đang nấu. Cua hết rồi, đắt quá. Nay ngày lễ nữa. Ngon lắm. Được mấy con ta? Chục con. Gần 3 con. 3 con, 3 con ăn 4 con. 12 con. Vậy được 12 con. 12 con. 12 con. Còn bên đây là một món mà các chàng, các người Tây rất là sợ. 3 chiếc hộp vịt lộn xào me quý vị ạ. Người Tây rất sợ. Đấy. Còn thì Lý Hương vẫn ăn luôn và trong ba anh em. Đặc biệt là ba anh em này có một cái điều rất là giống nhau là ăn tạp. Món gì cũng ăn được hết. Bây giờ nên ăn trước hộp vịt hay là đậu hũ đội nón đây.
Hộp vịt trước đi. Em lấy hộp vịt để nó nguội á. Ăn cái ốc hết không được con. Rồi, ok. Ừ, con xong rồi ăn với hộp vịt lộc. Lấy hộp vịt lộc. Rồi, bị cảm rồi. Bạn cũng bị cảm rồi đó. Trời Sài Gòn mấy hôm nay mưa nắng thất thường. Nên là phải giữ gìn sức khỏe thôi. Đặc biệt là cái anh em làm vlog mà chạy ngoài đường phố. Ốc nhung này ngon quá vậy. Và đặc biệt ở đây món ốc nhung mà chỉ có một cái loại là nướng mỏi thôi. Xong một món. Chúng ta sẽ chuyển qua món thứ hai. Đây, đẹp quá. Hộp vịt cầu me. Hộp vịt cầu me cũng không cho cái muỗng nhỏ nhỏ để mít ha. Cái này đông quá hay sao? Cái này đó. Lên muỗng nè. Tự đi lấy luôn quý vị ạ. Tự phục vụ. Hộp vịt lộn. Ngày xưa Lý Hương mà tập ăn hộp vịt lộn á là luôn là để cái con hộp vịt lộn á ở trong cái trứng rồi mình cứ gắp từ từ ra mình ăn. Đó là gõ cái đầu to đúng không? Xong rồi ăn bỏ nó ở trong. Ăn dần vậy. Rồi bây giờ á thì mình lộ thiên á mình vẫn ăn được. Không ăn đâu. Không, ý là em nói chen cái này vô nè. Wow, hấp dẫn quá ha. Rồi, xin mời cả nhà ăn. Ở Lý Hương cũng dám nhìn nè. Sắn mà ăn thôi. Dừa. Mẹ vừa ăn. Mẹ vừa ăn ha. Chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt. Sọt sọt. Chỗ làm chua quá. Này là cái mì đỏ. Lòng trắng con cũng to rồi. Có lòng trắng nhỏ. Ăn. Con của Lý Hương bị to. Thôi ăn con to hơn con nhỏ. Con nhỏ. Thôi ăn hơi to. Con to nhìn sợ quá. Ăn đây. Tiếp tục món thứ ba. Đây, đẹp luôn nhớ dễ. Đậu hũ đợi nó. Xin mời. Ốc hũ lớn không? Đúng giờ 900, 800, 900. Món đó học vịt bắt hảo. Đổi nón là đổi cái đội học vịt bắt hảo rồi chứ gì đâu. Làm mình tò mò. Thử rồi nó. Thử thôi. Thử rồi nó cắt ra. Mà hồi giờ mình cũng chưa có ăn mà dạng như là đậu hũ non mà với hộp vịt bắc hảo ăn chung ha. Để ăn thử cái này nữa xong mình sẽ sắn thử nửa phần ra. Với lại cho thêm lon sắn thị nha. Kiểu món này á thì nó hết hồn tưởng nó bay lắm. Món này ăn thế sao đi Hương? Ăn thử coi. Cũng lạ miệng á. Anh Dương ăn thử coi.
Đúng rồi hả? Nó mình ăn xong rồi cái đậu hũ á nó còn chiên nó còn thơm thế đó. Còn cái bắp thảo. Đúng rồi. Giống như đậu hũ non mà để trong mấy cái món nấm mà quấn với lại với bạc đúng không? Rồi cái này á thì cái hộp vịt bắp thảo nó bùi bùi. Rồi mình ăn vô hòa quyện với lại cắn thêm một ít dăm bông nữa. Dăm bông nữa. Đậu thì hòa quyện như nào. Nói chung là cũng là khá lạ vị. Lạ hơn hết là cái tên của nó. Đậu hũ đợi nó. Đậu hũ đợi nó. Đợi nó tức là nón bắp thảo. Rồi vô cái này đây. Tưởng là nó đổi nó làm thành nón lá chứ. Bài học kinh doanh. Một cái sản phẩm mới không có cái tên lạ lạ nó cũng sẽ thu hút những cái tín đồ mà nó thường săn lùng những cái đồ gì nó hơi lạ lạ. Mà có nhiều khi là những nguyên liệu rất là quen thuộc mà pha chế trộn với nhau. Ở đây có ăn cái củ kiệu không quý vị? Cũng khá là lạ vị. Rồi sau đây là Nguyễn Hương thay thế cái món cua, vì cua hết rồi, thành cái món là cháo hào để cho nó ấm bụng. Trời thì đang mưa phùn phùn. Đang mưa phùn. Ngon đấy hả? Nó ăn không ra review hết ạ. Ăn thử không á. Ngon không sao? Chiên nó thơm cái mùi trứng hả? À. Nó mềm. Đậu hũ ngon. Thôi ăn đi, ăn nhiều vô. Là lúc ốp mình đâu nha, thơm á, nó bếm. Có chất mỡ, làm quy. Trong ba món, món nào không thích nhất? Không thích nhất à? Món nào cũng thích hả? Không món ẩm thích hả? Em thấy như món này nó cho thứ một rồi cho tất cả. Bây giờ chọn ba món, phải chọn món nào thích nhất chứ? Thích nhất hả? Em chọn món nhung. Tôi cũng chọn món nhung là món thích nhất. Thấy không? Ba món đều thích tự nương tựa. Thì là ba món, bạn bạn nói là món thích nhất thì chọn món nào thích nhất. Thì bạn nói là ba món bạn đều thích xong cái người ta món nhung, cái bạn cũng món nhung. Anh chọn món nào? Chắc ốc thôi, vì là mấy món kia thì anh thường. Ốc nhung đúng không? Trong ba món hồi nãy giờ Lý Hương review, ba anh em đều chấm món ốc. Nên là quý vị nếu như mà có ghé cái quán Hai Lùng thì nên là gọi cái món ốc nhung ăn thử nha. Bây giờ Lý Hương đợi cái phần cháo hào đây. Wow, con hào to vậy á. Mấy con ta? Hai con. Ui có hai con đấy. Có hai con hào thôi. Con hào rất là to quý vị ạ. Cháo hào ha. Trời ơi đã rồi quý vị, nhưng mà ba đứa mà ăn cái thố cháo này như thiết kế cho hai người thôi nên có hai con hào à. Xong cái đại ca của Lý Hương nói thôi hai em ăn đi, hai bạn ăn đi, anh không ăn đâu. Cái Lý Hương nhớ lại một bài thơ rất là quen thuộc từ hồi nhỏ xíu thì siêu. Bài gì? Làm anh khó đấy. Làm anh khó đấy phải đâu chịu được. Thấy em gái lớn, thấy em bé gái phải người lớn cơ. Khi em té ngã anh thân dịu dàng, mẹ cho quà bánh chi em phần thơm, thấy đường chơi đẹp cũng nhường em luôn. Làm anh thì khó nhưng mà thiệt ai yêu em bé thì làm. Bây giờ anh yêu hai em bé cho hai em bé ăn hào. Đã ghê quý vị, vui thiệt. Làm anh làm chị thì khó. Phải đâu. Phải đâu chuyện đùa. Thôi được rồi ăn đi. Mỗi lần mà mình xin đồ ăn của người lớn à. Ôi vậy thường chính lão đất họ sẽ dùng lúc nào? Kính lão đất họ sẽ dùng lúc nào? Cháo này á
không có nhấu giống như miền Tây, nó nấu nhừ. Thơm hủ tiêu hả? Nó nhừ nhừ nhừ. Gạo này giống gạo của cơm tấm. Gạo tấm. Đúng rồi. Còn gạo miền Tây thì rang xong rồi bẻ đôi sau đó mới nấu. Thì nó ăn cái mùi khác. Bự quá. Ăn luôn nguyên con hả? Cắn ra. Nguyên con. Nói chung cuối buổi ăn lẩu và ăn cháo thì nó vừa, nó chặn bụng lại. Đúng rồi. Kính lão lắc họ dịp nào quý vị biết không? Lý Hiền. Lý Hiền không phải kính lão lắc họ mà nó là kính trẻ lắc họ. Nó no quá cái. Nó gọi là đùng đẩy thức ăn. Nói chung là phần cháo thì được hai con hào ha. Nên là quý vị nếu như mà ai mà đi đông hơn hai người thì có thể là lưu ý nói thêm cho cái anh mà làm cháo thì thêm nhiều con hào để xe cho nó đều ha. Nhiều khi mình ăn như vậy mình thấy mình tổn thọ lắm á hai quý vị. Rồi bây giờ thì xin cảm ơn đại ca. Quay qua mặt thôi ăn đi nè. Mặt tươi cười ráo nha, cái này là cho một cái sự thành tâm. À, cười nghe coi. Đang ăn tao cười. Cười nụ cười 1/6 đi. Cháu mà nó cười. Cười nụ cười 1/6 đi. Ok, hôm nay rất là vui khi mà giới thiệu cho cả nhà một quán ăn cũng khá là nổi tiếng, dân dã, nằm trên đường Lê Đại Hành. Quán Hai Lùng ha, cái tên rất là dễ thương. Về chuyên về các món về hải sản, ốc nướng và đặc biệt là món cua ở đây cũng khá là ngon, nhưng mà hôm nay tiếc là đi ngày lễ hết cua và món cua cũng đã hết rồi. Thôi dịp khác Lý Hương sẽ review cho cả nhà cua ở quán Hai Lùng ha. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Lý Hương. Bye bye.